Chào mừng các em đến với trang web loidạihay.com. Hôm nay cô rất vui khi tiếp tục được đồng hành và hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi của bài số 16. Sự suy sụp của nhà Trần ở cuối thế kỷ 14. Mục 1 là mã tình hình kinh tế xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ vừa đến với phần ôn tập và củng cố cuối bài. Câu hỏi số 3 ở trang 77 trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7. Nội dung của câu hỏi đó là: sự bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tỳ ở nửa sau thế kỷ 14 nói lên điều gì và tại sao? Để trả lời cho câu hỏi này, các em hãy tổng hợp nội dung kiến thức toàn bài kết hợp với những suy nghĩ của bản thân để đưa ra câu trả lời. Các cuộc khởi nghĩa đều nổ ra vào cuối thế kỷ 14 đã chứng tỏ: thứ nhất, xã hội nhà Trần đang lâm vào tình trạng mất ổn định, khủng hoảng và suy thoái. Thứ hai, vai trò tích cực của vương triều Trần không còn. Nhà Trần không còn khả năng đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng mà cần phải thay thế bằng một vương triều mới. Bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Các em hãy truy cập vào trang web loidaihay.com để cùng chờ đón những bài học thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học sau.